các bạn đang đứng trước ngã tư của đường Lê Lợi giao với đường Trần Phú, và đây là cái góc mà mình thích nhất vì ở đây có một cái dàn hoa giấy rất là đẹp. Tuy rằng nó hơi cao một chút nhưng mà người đi qua đây ai cũng phải nhìn, bởi vì nó ra hoa quanh năm và màu sắc của ngôi nhà là màu vàng pha lẫn với màu hồng tím của dàn hoa giấy, nó đem lại một cái bố cục rất là ổn. Và chúng ta sẽ cùng đi tiếp thôi. Con phố mà các bạn đang được ngắm nhìn đây đó chính là con phố Trần Phú, với rất nhiều cái cửa hàng lưu niệm và có một số cửa hàng là quán cà phê với quán nước nổi tiếng như là quán Mót, hoặc là một cái quán ngay trước mặt mình kia mình không nhớ tên lắm, hình như là Mây hay gì đó. Chúng ta có thể ngồi ở trên tầng thượng của quán cà phê và ngắm nhìn hoàng hôn như bình minh. Thường thì ở Bình Minh ít ai tới đây được bởi vì quán mở cửa khá là muộn, thế nên là chúng ta chỉ được ngắm hoàng hôn ở đây. Mình rất là may mắn khi được vào đây ngồi tổng cộng là 3-4 lần rồi. Mình sẽ đây, quán cà phê Ký Ức số bao nhiêu, 126 Trần Phú, 130 Trần Phú, 130 Trần Phú. Quán này là quán cà phê Rang Say, và có một cái điều đặc biệt nữa đó là đối diện với quán cà phê Rang Say số 130 Trần Phú thì các bạn sẽ thấy một cái con ngõ mà được xem là con ngõ nhỏ nhất Hội An, và mình sẽ đi vào đây để cho các bạn xem thử nhé. Đây là con ngõ nhỏ nhất ở Hội An, nó chỉ đủ diện tích cho một người đi, vì vậy là nếu như mà có hai người tránh nhau thì các bạn sẽ phải nép vào tường và đứng sát lên trên chỗ bậc thềm nhà của ai đó. Mình đang thấy một cái xe máy và mình sẽ nép tha sát đấy nha. Trong cái con ngõ này có một cái dàn hoa rất là đẹp, và nếu như các bạn đi vào tầm khoảng tháng 4, tháng 5 thì cái dàn này nó xanh mướt, nó rất là đẹp. Cảm giác đi ở trong cái con ngõ này nó giống với cái việc mà chúng ta đi khám phá phố cổ Hà Nội, kiểu dây dợ rồi là ống nước nó thò hết ra ngoài này, trông rất là buồn cười. Đâm thẳng từ phía bên kia, con ngõ này nối đường Trần Phú, và đường này là đường Nguyễn Thái Học. Yeah, cũng là một con phố nổi tiếng ở Hội An. Chúng ta sẽ tiếp tục đi thẳng về phía trước mặt mình nhé, để đi tiếp ra cái công trình tiếp theo. Khi mà đi hết cái con đường Nguyễn Thái Học thì chúng ta sẽ gặp một cái sân để hát bài chòi như này. Vào buổi tối ở đây hay có tổ chức hát bài chòi thứ bảy chủ nhật thì phải. Ở đây không biết các bạn nào đã chơi thử bài chòi chưa. Bài chòi là một cái hình thức chơi khi mà các bạn tham gia, các bạn sẽ được phát 3 quân bài và người quản trò sẽ hát, và trong cái bài hát đấy của người quản trò nếu có một trong có đầy đủ 3 cái từ mà bạn đang cầm trên tay thì các bạn sẽ được nhận một phần quà nhỏ nhỏ từ ban tổ chức, còn nếu không thì phần quà đấy sẽ dành cho người khác. Và tất nhiên là cái bài hát này nó sẽ thay đổi theo cách feeling của người quản trò. Vì vậy là chúng ta chơi đây mang nghĩa là chơi thôi, nhưng mà thực chất là ngồi nghe người quản trò hát để hiểu được cái văn hóa cổ xưa tại Hội An. Ở đây thì mình thấy có một cái dàn đèn lồng khá là đẹp, màu trắng, của quán Gam. Quán này thì chuyên bán và chế tác đá quý. Đó, chúng ta có thể nhìn ở bên trên kia. Đúng rồi. Và sau khi mà được gặp cái quán hát bài chòi ấy thì các bạn sẽ thấy một cái cầu nó bắc qua sông Thu Bồn nhỏ. Để ở cái sông Thu Bồn nhỏ này thì vào buổi tối người dân du lịch sẽ được người dân địa phương mời thả đèn hoa đăng với giá là 10.000 một cái hoa đăng. Vào
để cho mình cung cấp thêm thông tin cho các bạn, đó là vào ngày 14 âm lịch hàng tháng ấy, thì các bạn nếu mà các bạn đến với Hội An thì các bạn sẽ không thấy được các cả cửa hàng bật đèn đâu, bởi vì là phong tục ở đây tối 14 họ sẽ tắt đèn hết và chỉ để thả đèn hoa đăng thôi. Đây là một cái hình thức cầu may của người Hội An. Vì vậy nếu như bạn nào mà muốn đến chụp cảnh đèn lồng ở các hàng quán vào buổi tối thì tất nhiên là phải đi vào những cái ngày mà tránh 14 âm lịch ra. Và sẽ lên cây cầu để thử nhá. Ở phía trước mặt mình đó là cái chỗ mà vừa nãy chúng ta đi bộ, bên khu chính của phố đi bộ. Còn phía sau lưng của mình đó là nằm bên này sông, đó là cái nơi mà tập hợp những cái quán bar, quán pub nhỏ nhỏ. Buổi tối thì chúng ta có thể ra đây và uống một vài chai bia, giao lưu cùng những vị khách du khách nước ngoài. Chúng ta đang thấy một cái triển lãm tranh. Và đây là một bà cụ rất là nổi tiếng. Người ta, bà cụ này đã được các tạp chí nước ngoài đưa, được mệnh danh là bà cụ hạnh phúc nhất Việt Nam do một tác giả người Pháp thì phải thực hiện. Tác phẩm đó rất là nổi tiếng. Và đây là triển lãm của anh. Anh đã đi và chụp rất là nhiều những cái bức hình về chân dung của người Việt Nam. Ví dụ như đây là người đồng bào Cờ Tu này, một em bé người Cờ Tu. Đây cũng vậy. Và sau khi mà cái bức hình bà cụ hạnh phúc nhất Việt Nam được đăng tải thì rất nhiều báo tạp chí đã đưa tin đấy của anh. Sau đó thì Việt Nam mình cũng đã nhờ đó mà phát triển thêm du lịch rất là nhiều. Chính vì vậy là chính quyền ở Hội An đã quyết định hợp tác với nhiếp ảnh gia Rihan đúng rồi, để tổ chức một cái triển lãm các tác phẩm của anh về chân dung của người Việt. Tất nhiên là mình thấy ở đây không phải là chân dung đây là của 64 người đồng bào Việt Nam. Đây là người đồng bào Cao Lan này, người đồng bào Chăm này, và đây là người đồng bào, mình sẽ đi hết cho các bạn xem thử nhá. Trời bắt đầu mưa nhưng mà máy mình xịn quá, máy mình chống nước. Khoe của. Đây là một ông cụ chắc là già làng người Tây Nguyên. Đây là Edu, người đồng bào Edu. Đây là người Nùng, người Chu Ru. Người này là người tay tím là gì? Đồng bào tay tím thì mình không biết đâu, chết thật. Đây là đồng bào Khmer. Flo Lolo là gì? Hoa Lolo là gì? Chết thật. Mình ở Việt Nam mà mình còn không hiểu, đã hiểu kiến thức bằng như là Rihan. Hà Nhì. To quá nhở. Bây giờ mặc dù là máy mình xịn nhưng mà mình sẽ phải chỗ nào. Tà ôi. Zarai này là ở trên chỗ. Checker. Bro. Patton. Phú La. Người Dao. Người Dao đen. Lúc này là lúc
Này các bạn, mình lại đi lại một vòng nữa bởi vì là trời đang mưa. Đây là một thời điểm thích hợp để mình quay cái cây cầu này cho các bạn xem. Chuyển góc, chuyển góc. Các bạn có thể thấy là ở dưới, ngay dưới chân cầu này có rất nhiều cái thuyền của người dân đỗ ở đây phục vụ cho việc mà khách du lịch đi tham quan ở dưới sông thả đèn hoa đăng. Mình cũng không nhớ là cái giá tiền đấy đâu, mình đã từng hai lần đi thuyền đây vào những cái gì mà mình chụp ảnh cưới ngày xưa, và bây giờ thì mình không rõ. Chúng ta có thể thương lượng với cả chủ tàu tùy vào giá. Cũng có một cái thông tin nữa mà mình muốn cung cấp cho mọi người, đó là có một cái bức ảnh mà ông cụ người người lái thuyền ở đây, người chèo thuyền ở đây đã từng rất là nổi tiếng trong các tạp chí nước ngoài, bởi vì là ông cụ nhìn rất là phúc hậu và cười rất tươi, nói chuyện rất là nhiều, mặc dù là ông không biết quá nhiều ngôn ngữ của nước ngoài nhưng mà ông giao tiếp rất là hài hước và được lòng của các vị khách nước ngoài. Bản thân mình cũng đã gặp ông một lần. Bên này trong quá nhỉ, trời trong. Bên này tạnh rồi này. Cũng may là cái sông Thu Bồn nhỏ này đã được cải tạo rồi. Ngày trước thì nó rất là bẩn, nó đen ngòm, và bây giờ thì nó có màu trong rồi. Mình thấy có cả cá luôn. Chuyển cảnh. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Và các bạn đang được đứng trước cây chùa cầu ở Hội An. Đây là cái cây cầu mà đã được in trong tờ 20.000 polymer của Việt Nam. Đây là một địa điểm quá nổi tiếng ở Hội An rồi. Ok, vậy sau một vài vòng quanh phố cổ thì mình đã hết sức là mỏi rồi. Ở đây thì mình đã chui vào một cái quán để ngồi cho mát. Trong đây thì mình đã ngồi đây một lần rồi. Cái món mà các bạn đang thấy đó là món bánh đập và món hến trộn. Thì có nhiều bạn không biết món bánh đập, tại sao gọi bánh đập, bởi vì là hai mặt ngoài của nó đều là lớp bánh tráng rất là mỏng và giòn nhầy. Còn ở trong cũng là một lớp bánh tráng nhưng mà bánh tráng kiểu hấp cái luộc cái đúng không? Ướt. Người ta hay gọi là bánh ướt. Và để mà ăn được thì các bạn sẽ phải đập để cho ép cái hai lớp của nó. Đấy, thực sự nó dính vào nhau. Còn sau đó thì chúng ta sẽ từng miếng này chấm với một cái loại nước chấm. Đây là nước chấm mà làm từ nó giống như kiểu mắm tôm ấy. Mắm tôm cái ấy. Mắm tôm thì chính xác hơn. Chính xác là nó làm từ tôm tép. Và chúng ta sẽ chấm với loại nước chấm này. Con hến trộn thì tức là con hến nhỏ nhỏ ấy, xào ấy, hoặc lấy nhân họ xào lên. Và chúng ta sẽ dùng cái bánh tráng to hơn, dày hơn và cũng giòn hơn để xúc lên như này. Và ăn được. Cái đoạn đường này mình đi ra ngoài là nó cũng hết mất cái khu vực để đi bộ rồi. Video này mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Có lẽ là hẹn gặp các bạn trong các show sau ở nếm nhá. Bye bye mọi người.